những âm thanh trong trẻo này đã cuốn hút cả khán phòng, từ những nốt cao trào trầm bổng của chiếc đàn tơ rừng, tiếng réo rắt của chiếc sáo trúc, du dương của đàn bầu, đàn tranh. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, những thanh âm phát ra từ các nhạc cụ che nứa kết hợp với những giọng ca khỏe khoắn, thánh thót, đậm chất núi rừng Tây Nguyên đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc. Tất cả đã cộng hưởng, dẫn dắt khán giả chìm đắm trong tuyệt cảnh thiên nhiên. Những tác phẩm này chúng ta nghe, chúng ta làm thấy như là chúng ta diễn đạt tính cách con người của Tây Nguyên, trung kiên như Trường Sơn, hiền hòa như dòng suối. Cái điều đó mang lại cái ấn tượng sâu sắc và để lại trong lòng khán giả. Hôm nay đến đây là chúng tôi rất là sung sướng để biểu diễn, cũng như là chúng tôi được mang những tác phẩm này đã đi biểu diễn ở rất nhiều nơi, cả những nước, ở những nước khác nữa. Thì điều đó nó mang lại cho chúng ta một niềm tự hào, một nền văn học, nghệ thuật, một nền văn hóa và một điều chúng ta nhớ mãi. Lấy bối cảnh thực của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, nơi ra đời của tuyệt tác đàn tơ rừng, các nghệ nhân, nghệ sĩ đã tấu lên lời tâm tình của che nứa qua những tuyệt phẩm đã đi cùng năm tháng như Suối đàn tơ rừng, Vũ khúc Tây Nguyên chào mặt trời. Một điểm nhấn khá đặc biệt tại đêm nhạc Suối đàn tơ rừng chính là phần trình diễn của nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tý và nhóm đệm là những nghệ nhân đến từ buôn làng tỉnh Gia Lai, đã mang lại cho khán giả rất nhiều cảm xúc mới mẻ trong dòng chảy của âm nhạc dân tộc truyền thống. Đó là những âm sắc, nhịp điệu mạnh mẽ, hào sảng nhưng cũng đầy chất trữ tình, yêu thương của người Tây Nguyên. Tôi rất là cảm động vì cái chuyện đó, tôi kết hợp với nhạc viện quốc gia để mà mình trình diễn tre nứa cho người Chi Lai hay là người Tây Nguyên nói chung, rất đặc biệt. Đem cái đó và đi cả đi nước ngoài, cả trong nước phát huy rồi, đó là một cái độc đáo. Nghe thấy nó hoành tráng, rất là nhiều nhạc cụ phối hợp nên là được thỏa mãn. Vượt qua giới hạn của một chương trình nghệ thuật đơn thuần, Suối đàn tơ rừng còn là lời tâm tình tri ân đối với cố nghệ sĩ ưu tú Nay Pha, người con xưa ai ưu tú của buôn làng Gia Lai, đã đưa tiếng đàn tơ rừng của dân tộc vượt khỏi biên giới quốc gia để giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Ở tuổi 80, với nghệ sĩ nhân dân Đỗ Lộc, lần trở về Gia Lai, Tây Nguyên hôm nay thật đặc biệt. Trực tiếp có mặt trên sân khấu của Suối đàn tơ rừng, kể câu chuyện về vùng đất mà ông cùng với người anh, người đồng nghiệp, đó là cố nghệ sĩ ưu tú Nay Pha đã từng gắn bó, sáng tác và biểu diễn âm nhạc. Bao kỷ niệm ùa về, với nghệ sĩ nhân dân Đỗ Lộc, Suối đàn tơ rừng là món quà tinh thần đặc biệt ý nghĩa để các nghệ sĩ, nghệ nhân trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh đi trước đã dành cả cuộc đời cho âm nhạc cách mạng, âm nhạc Tây Nguyên. Chúng tôi là những cái người may mắn là được sát cánh cùng với các nghệ sĩ Tây Nguyên từ rất sớm, như trong đó có anh Nay Pha, rồi có những nghệ sĩ khác nữa, thì chúng tôi đã biết đến cái mảnh đất và với nhiều những cái sự nghĩa là giàu có về âm nhạc, và từ đó tôi cũng đã thấm dần những cái âm nhạc của Tây Nguyên. Và cũng rất là may mắn là tôi đã được đi nhiều nước, trước đây thì cùng với anh Nay Pha đã giới thiệu cây đàn rừng hết sức là phong phú của mình với nhiều nước trên thế giới, và những cái tác phẩm tôi viết đã được các thế hệ em cháu và cũng như là tất cả các nghệ sĩ hiện nay biết đến và biểu diễn cho nhân dân và cho tất cả những khán giả trong và ngoài nước biết đến. Thứ nhất là giới thiệu cái âm nhạc truyền thống và trong đấy là cái âm nhạc của Tây, đặc biệt là âm nhạc của Tây Nguyên, và chúng tôi cũng rất là tri ân cái nghệ nhân của vùng đất Tây Nguyên cũng đã giúp các cái giảng viên và nghệ sĩ của chúng tôi. Hôm nay chúng ta cũng có khách mời là các bác cũng có những người đã ngoài 80, những người là sáng tác tác phẩm viết về Tây Nguyên, chính là những người đầu tiên để đưa cái cây đàn tơ rừng này đi ra quốc tế. Thì chúng tôi đây là một cái dịp để mà tri ân và cảm ơn tất cả cái sự đóng góp của các nghệ nhân của vùng đất Tây Nguyên. 12 tiết mục hát, độc tấu, hòa tấu đàn tơ rừng biểu diễn trong đêm nhạc. Mỗi tiết mục đều có màu sắc riêng nhưng đều có điểm chung là tôn lên vẻ đẹp của âm thanh phát ra từ những nhạc cụ rất thuần Việt. Tuy lần đầu tiên tổ chức nhưng chương trình nghệ thuật Suối đàn tơ rừng giúp khán giả đến gần hơn với âm nhạc truyền thống của dân tộc thông qua vẻ đẹp mộc mạc của những nhạc cụ che nứa. Đặc biệt hơn, sự thành công của chương trình còn là món quà đầy ý nghĩa, lời tri ân dành cho cố nghệ sĩ ưu tú Nay Pha, người đã dành trọn cuộc đời, cống hiến sức lực, tài năng, nhiệt huyết cho âm nhạc dân tộc truyền thống Việt Nam.